reactor nó cứ vì mình mẹ đầm lại vì áp chạy lẽ thế cứ vì phải trụ từ tạm phẩm phục đại phát vì tất chế ôm này ạc reactor nó vì bàn ưng reactor nó vì ở tục sạc tròn cục mai tròn tới khăn phết ta reactor cần khóm tròn vì tới cơ tui này chứ xe đang đầm năng ai reactor này capacitor capacitive reactor đại ai chứ frequency C cứ capacitor đầm lại capacitor tại AP hay ai này cứ lập bươn mùng cả rung vol mùng à tam được rồi về nó kê hai omega chẳng pi hay ai nó sma nó omega là ai nó cứ sma mùi là tại nhóm đi giờ pi vi tàu môn được hay tại tàu năng ăn phải đón năng phục vụ cái gì cứ xem lời cái rồi cho hay này hai tay ban dân vậy tha ở vị block DC à vị tàu muốn cứ nhóm đi giờ pi một nhiều viết cứ tại tàu năng capacitor dân block DC này vì tại tàu năng tray con này chẳng hormone môn mà viết cứ xe mà năng muối là pi hai f con năng cộng đồng hai chấm này ai bởi cả này frequency với smart zone cứ bật hút DC bật hút DC cứ bị tự tròn smart chẳng bị admin prime rule tăng trong làm cho chẳng bị admin frequency frequency với cứ start pay chẳng mình này ha prime con với cứ zone chẳng mà bị cho họ mà person mà chẳng frequency với zone để bởi chẳng chấm nút lại nó con năng pi hai c này mùi chấm nút con năng zone cứ mình smart zone cho bởi cả này ha mùi là zone dân chấm nút tới con tới mình smart zone chẳng rẻ tăng về mua chấm nút lớn sót vì mình smart non chẳng là rẻ tăng với đôi chiếc resistant chẳng chẳng viên nè cà phê cho rằng person ba rẻ tăng với smart non chẳng việc tục admin cho rằng tròn cà tệ mà riêng con resistant nhưng dạy hỏi person ba resistant với smart sót chẳng viên admin cho rằng tròn cà tệ của ai resistant nhưng vì chỉ nè tục cho rằng cũng ai tròn cà resistant cần được thống chọn cần được tôi đã chọn cần bởi vì thật ra nó chẳng chọn chọn cần cái gì smart zone chẳng cái reactor nó cứ chưa khả năng biết cách chịu ổn chẳng về bề mặt năng resistance chẳng vì chỉ nè cầm lắng tụt chọn cái sản bao vi smart non cứ việc bật chật admin chọn chọn cần tụi bởi vì chọn cái bờ resistance bị ảnh non đấy chẳng chọn được chọn cần để chứ miễn cái chập tập hạ sĩ quy năng chậm họ chẳng phục vụ DC cứ frequency biết cứ smart năng zone chẳng chưa mua là hai ta thôi ao rẻ tăng biết thật tư là nón chân thật là nón chân thay chỉ suy cho suy khi chấm khó đi xí ban việc mình phục hụt tôi được bình bây giờ vậy phục hụt ấy xí chân vì mình frequency bây giờ đã frequency với thật là nón chân frequency với căn để thông bình chân bờ chân bờ ai phía là nón chân như chấm nuôi máu à khăn cơ nào nắng thiệt bài nhá vì mình smart non chân mua chấm luôn là nó vì mình smart zone chân mình excel vì mình smart zone chân ngạc cầm lắng tục cho nó cứ việc cầm lắng tục cho nó cứ việc miền để vì sau này chân cho nó biết sức mạnh của mình chân bị chọn cắt bàn ở nâng cái hạt tha cho nó maximum chân tập hợp AC và số ba frequency vì cần được hôm chân ra tăng với cứ cần được tối bình chân thôi ai cho nó là chọn cắt biết cần được thổm chân bị tẹt tông nên cộng đoàn thiệt bởi cộng đoàn nắng supply mấy tẹt tông nên frequency chân frequency nắng kia có relate thì mới nâng cộng đoàn đài tôi thổm tại là nhầm dạy là mùi là hạt frequency là AC bị chọn cắt bán nâng DC chọn cắt bàn nâng một nghĩa là cái hai thật DC block AC pack là chân lợi một nghĩa vì bị ổ môn một nghĩa bỏ cộng đoàn sẽ tờ